Theo anh chị và các bạn thì cái việc cấp sổ đỏ cho Codotel liệu có đem lại cái hiệu quả là cứu cái thị trường bất động sản căn hộ Codotel cũng như là các cái căn hộ nghỉ dưỡng ở khu vực bờ biển trong thời gian sắp tới hay không? Codotel là một cái sự kết hợp tuyệt vời giữa căn hộ mini và dịch vụ khách sạn. Đây là một sản phẩm rất hữu dụng và được ứng dụng rất nhiều trong các hoạt động du lịch trên thế giới. Mặc dù Codotel được du nhập vào Việt Nam nhiều năm trở lại đây, nhưng loại hình này vẫn không được công nhận, hay nói cách khác là đứa con hoang, đứa con lai không được công nhận. Nhiều người kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản thua lỗ trong lĩnh vực Codotel cũng như là biệt thự, nghỉ dưỡng, kỳ nghỉ dưỡng đã thốt lên rằng đây là một sản phẩm quái thai. Một quái thai đã gây ra rất nhiều những mất mát cho nhiều nhà đầu tư đại biểu, và tiêu biểu nhất trong đó phải kể đến đó chính là những nhà đầu tư tại một dự án tại Đà Nẵng mà chúng ta đã biết. Thực sự mà nói thì Codotel là một loại hình thực sự là tuyệt vời. Nó là sự đan xen kết hợp giữa căn hộ nghỉ dưỡng, căn hộ mini và cung cách quản lý của khách sạn hạng sang. Tại sao lại có cái loại hình này? Thực tế mà nói thì xu hướng của con người là làm ăn, và trong khi chúng ta đã làm tốt công việc của mình, có nhiều điều kiện, có nhiều của cải hơn, thì chúng ta sẽ bắt đầu chuyển sang không chỉ là ăn mà là du lịch và nghỉ dưỡng. Biển và những vị trí gần biển là nơi rất phù hợp cho các câu chuyện nghỉ dưỡng dài hạn. Và rất nhiều người trong số đó, đặc biệt là những người giàu có, họ đã nghĩ tới câu chuyện nghỉ dài hạn, nghỉ nhiều ngày hoặc là cả một kỳ nghỉ dài tại những khu vực du lịch gần bờ biển. Từ đó đã phát sinh lên một cái nhu cầu mới, đó là họ muốn có và muốn sở hữu một cái căn hộ tại gần bờ biển, hoặc là thuê được một cái căn hộ có chất lượng dịch vụ tương đương với khách sạn nhưng lại giống như một căn hộ cá nhân tại khu vực gần các bờ biển, hoặc có thể là gần những cái vị trí du lịch nghỉ dưỡng mà có khí hậu tốt, có cái môi trường cũng như là có cái không gian để đảm bảo cái nhu cầu của người du lịch. Từ đó Codotel ra đời. Codotel là kết hợp giữa condo và tel, tức là khách sạn. Như vậy thì nó rất tốt, cực kỳ tốt, và nó là một trong những cái sản phẩm góp phần xây dựng và phát triển, thúc đẩy cái ngành du lịch không chỉ ở Việt Nam mà nhiều nước, nhiều quốc gia trên thế giới. Từ đó thì cái việc du nhập về Việt Nam là chuyện đương nhiên, nhưng khi mà người Việt Nam nói riêng và người châu Á nói chung, cái tư duy sở hữu nó ăn vào máu thịt. Do đó thì cái câu chuyện đầu tư hoặc là chung vốn đầu tư để có thể có những cái khu, có những cái khu lớn phục vụ cái nhu cầu nghỉ dưỡng và phục vụ cái nhu cầu gọi là căn hộ mini có dịch vụ như khách sạn được quản lý một cách chuyên nghiệp bất thành. Bởi vì người ta luôn luôn muốn sở hữu nên người ta muốn được cấp cái quyền sở hữu trên những cái sản phẩm. Thực tế mà nói nó không phải là căn hộ chung cư có tính sở hữu sổ hồng giống như những cái loại hình khác. Cũng vì chính lẽ đó nên là luật pháp bỏ ngỏ trong một khoảng thời gian dài, không biết và bối rối trong câu chuyện quy định như thế nào và cấp phép gì cho Codotel. Đến gần đây thì
khi mà các cái tập đoàn bất động sản nước ngoài vào Việt Nam, cũng như rất nhiều các công ty bất động sản ở Việt Nam tập trung hơn, phát triển mạnh hơn, thậm chí là đi tắt đón đầu, đi trước, hoặc là đi để ép luật pháp phải đi theo. Đó chính là câu chuyện họ đã phát triển hàng chục ngàn căn, vài chục ngàn căn condotel trên cả nước, biến tướng các cái loại hình như là resort nghỉ dưỡng cũng thành condotel và thành các cái sản phẩm kỳ nghỉ, các cái sản phẩm gọi là góp vốn đầu tư chung, tạo nên một cái môi trường condotel biến tướng thành một cái con gọi là quái thai. Và chuyện gì đến nó đã đến, chuyện gì cần nó cũng phải được giải quyết. Và cuối cùng thì trong một vài cái thông tư gần đây, quy định về condotel đã có và bắt đầu có cái câu chuyện, đó chính là nhà nước và Bộ Tài nguyên Môi trường, Sở Tài nguyên Môi trường đã quy định rõ hơn về cái câu chuyện condotel được phép cấp sổ đỏ. Ok, đến đây chúng ta đã hiểu sơ qua về câu chuyện, đó là luật pháp đã buộc phải quy định rõ hơn. Nó cũng có thể được coi là một trong những cái giải pháp tạm thời, hay còn được gọi là giải pháp tình thế, xử lý cái tình hình hiện nay của condotel nói riêng và một số cái sản phẩm liên quan tới du lịch nghỉ dưỡng nói chung có pháp lý. Vậy có pháp lý thì liệu có giải quyết được cái vấn đề của bất động sản nghỉ dưỡng hay không? Xin trả lời là không. Tại sao lại không? Không là bởi vì bản chất gốc của condotel, như anh chị và các bạn biết, đó chính là một dạng của khách sạn. Khách sạn ở đây không được bố trí như một căn hộ khách sạn thông thường, mà là khách sạn trên nền của căn hộ mini. Vậy thì đã là khách sạn trên nền của căn hộ mini, ngoài những thứ anh chị và các bạn được hưởng như một khách sạn, nó còn có sự đi kèm vào đó. Đi kèm cái gì? Đi kèm với các dịch vụ liên quan, hồ bơi, cảnh quan, nhà hàng của cái khu condotel, và thậm chí cả là mặt biển, bờ biển, những cái nó gọi chung là cảnh quan chung. Ai là người quản lý các cảnh quan chung? Phải sở hữu cảnh quan chung, cũng như bảo trì, bảo dưỡng và làm các cái thứ để cho cảnh quan chung đẹp hơn khi mà anh chị và các bạn là người sở hữu căn hộ nhưng không phải là người quản lý cảnh quan chung. Tất nhiên sẽ có lý thuyết đưa ra rằng chúng ta sẽ đóng phí để thuê một đơn vị nào đó trung gian quản lý. Ok, nếu vậy thì chúng ta cần sở hữu để làm gì, khi chúng ta chỉ cần góp vốn, đã có tỷ lệ cổ phần trong cái tổng vốn góp, và chúng ta hoàn toàn có thể tiếp tục hưởng cái lợi ích của câu chuyện, đó là chi trả lợi nhuận trên cái khả năng khai thác. Tại sao chúng ta lại phải cần có cái pháp lý? Chúng ta sở hữu ở đây để làm gì? Sở hữu để làm gì? Chẳng qua cái việc sở hữu bằng việc cấp một tờ giấy thỏa mãn cái nhu cầu gọi là chiếm hữu, hay được gọi là cái nhu cầu được cầm nắm cái sản phẩm của người dân Á Đông nói chung và người dân Việt Nam nói riêng. Họ chưa quen với câu chuyện gọi là tính tỷ lệ cổ phần góp vốn và hưởng lợi tức trên cái tỷ lệ cổ phần của mình. Họ chỉ quen rằng đây là thứ tôi đang sở hữu, nhưng họ quên mất rằng lợi ích của condotel nó đến từ khả năng khai thác. Và ở Việt Nam chúng ta hiểu mập mờ, ngay cả những cơ quan quản lý cũng như là các đơn vị phát triển còn mập mờ hơn nữa trong cái câu chuyện là condotel phải hiểu đúng là khai thác và chuyển giao lợi nhuận. Nhưng họ cho rằng đây là một miếng bánh ngon béo bở, và đôi khi họ biến tướng từ câu chuyện sản phẩm, phát triển sản phẩm bất động sản bằng cách biến tướng sản phẩm để người ta đích hiểu nó, hay là có thể gọi là không hiểu nó, chẳng qua chỉ là một căn hộ chung cư. Người phát triển thì hiểu như vậy, còn người mua thì hiểu rằng là mua căn hộ chung cư được cam kết lợi nhuận, và mức lợi nhuận cam kết của các ông chủ đầu tư được đẩy lên đôi lúc là chạm nóc, có những dự án được cam kết 12-15%. Việc cam kết lợi nhuận 12-15% vượt qua cái khả năng khai thác và chuyển giao lợi nhuận dẫn đến
vấn đến con cò bay Đà Nẵng đã ngóm. Thôi chúng tôi không muốn nói tới con cò bay nữa, mà chúng tôi muốn nói tới một chuyện khác ở đây. Đó chính là câu chuyện cấp số rồi thì sao? Cấp số rồi thì có khi nào ông chủ quản lý của dự án này, cái phần gọi là dịch vụ chung, cảnh quan, hồ bơi, nhà hàng và các loại khuôn viên cây xanh, ông chủ này chẳng may đột tử chết và chẳng có ai làm việc này nữa, hoặc là ông chủ này vui thì tiếp tục làm, buồn thì đi nước ngoài, không làm nữa. Và những người sở hữu căn hộ được cấp một cái tờ giấy ở trên từng căn condotel. Làm gì đây? Tự quản lý chăng? Họp ban quản lý chung hay là sẽ bầu ra tổ dân phố? Điều này là gì? Là bất khả thi, bởi vì căn hộ chung cư anh chị có thể bầu ra trưởng ban quản lý hay là tổ dân phố để có thể khai thác và sử dụng. Nhưng condotel nó là dạng mô hình của căn hộ mini. Căn hộ mini được quản lý theo phong cách và phương pháp của một khách sạn 4 năm sao để quản lý, khai thác, thu lợi nhuận và chuyển giao lợi nhuận cho người chủ sở hữu. Nó không phải là khu chung cư để anh chị và các bạn ở. Vì thế cái số nó không có giá trị và cũng không ý nghĩa gì cả. Dù nó là giải pháp tình thế để cứu tình hình hiện nay, nó giống như là con bệnh đang sắp chết cần phải uống sâm. Nhưng thực ra mà nói, nó sẽ cầm giữ thị trường không bị đổ vỡ trong tình hình hiện nay. Hàng trăm ngàn căn hộ condotel trên cả nước đang trong tình trạng gọi là nửa sống nửa chết. Đúng không anh chị và các bạn? Nếu chị và các bạn thấy đúng thì xin để lại một like. Ok. Rồi, và túm phái lại nữa thì thêm một vấn đề nữa, chúng ta sẽ thấy rằng là giải pháp tình thế này không có hiệu quả trong thời điểm hiện nay, nhưng nó sẽ có tác dụng lâu dài. Đó chính là cái nhu cầu về cái câu chuyện là sở hữu của những người ít hiểu biết về câu chuyện condotel chỉ là một dạng thức của khách sạn trên nền tảng căn hộ mini. Để rồi sẽ gánh phải cái trái đắng dài hạn hơn trong cái giai đoạn 2021-2022. Còn hiện nay 2020, tác động của quy định này chẳng ý nghĩa gì khi mà dịch bệnh đang lan tràn và ngành du lịch trên toàn cầu có thể sẽ bị chịu ảnh hưởng tới 80 tỷ đô la Mỹ. Trong khi đó Việt Nam nhiều khả năng sẽ là một trong số những quốc gia phải chịu ảnh hưởng trong lĩnh vực du lịch, lên tới 10% trong tổng số đó, tương đương 8 tỷ đô sẽ bị tiêu hao hoặc là bị ảnh hưởng do cái thị trường du lịch, lĩnh vực du lịch ảnh hưởng của dịch bệnh. Hy vọng dịch bệnh qua sớm và chúng ta ít chịu ảnh hưởng, cũng như rằng là mọi thứ sẽ ổn hơn. Tất cả những chia sẻ của chúng tôi về cái chủ đề này, cũng như là những cái hiểu biết còn chưa được hoàn thiện, mong anh chị và các bạn có thể đóng góp thêm cho Thắng ơi bằng việc để lại cảm nhận và bình luận của mình dưới video này. Thân ái chào và hẹn gặp lại quý anh chị và các bạn.